mỗi tầng mà để nó diệt cái tổ kia, mà nó diệt thì bao giờ là cũng lại thiệt cả nhân dân mà. Kinh. Thật ra chúng nó thử nghiệm luôn vũ khí mà. Nó test luôn cái ấy. Vâng, rồi để nó bán. Cái đất nước nhỏ nó cứ bị thôi. Chúng nó thử xong về nó điều chỉnh lại. Vì nó nhìn thấy đấy vũ khí của tao hiện đại như thế là nó bán được. Chỉ khổ dân thôi. Đường này trông nhà cửa này trông văn minh ấy mà. Vâng. Đấy, không trông văn minh như châu Âu ấy. Chuẩn bị đến Phú Ninh rẽ đây này. Đấy, chuẩn bị Phú Ninh này. À, Phú Ninh 15 km nữa. Đấy, các cái biển đây nó báo rất tốt chị ạ. Báo cho mình còn bao nhiêu km để đến chỗ nào chỗ kia. Cao tốc phải làm. Vâng, nó phải như thế này. Qua anh có nhìn thấy thành phố không? Anh không thể nhìn thấy. Ngồi đâu? Cái thời mà anh em mình đi Tam Đảo nó đấy, lái đấy. Bây giờ có nhìn trải nghiệm ra nó đấy. Giờ trông khác. Nó vẫn thế chứ. Đâu, nó vẫn qua cả TV bọn. TV chỉ thấy khác hẳn. TV nó cứ lên thế thôi chứ nó chị gặp nó vẫn thế. Anh mà... chị lại có một cái ảnh. Vâng. Đi Tam Đảo đứng ở trước cái ô tô của nó là cái ảnh. Anh chị là chủ. Mình thấy ô tô cơ quan thứ bảy chủ nhật. Đấy là một thằng thì coi như ký giấy cho đi, một thằng ký giấy xăng dầu. Thế là đi. Hai thằng ký coi như là đấy là một hiện tượng tham nhũng đấy. Rồi là chưa bị kết tội đấy. Thế là lấy cái Toyota mới nhận về đấy. Là đi luôn. Và cứ độ một năm là bọn em lại cho tỉnh lại nhận cái xe mới. Thế đơn giản là các bác, thằng Trung, thằng Phú rồi mọi người lái xe là thoải mái lắm. Hồi Phú cái này tổng bé tí với tẹo. Vâng, bé tí với tẹo hồi đấy. Nhưng mà đi hồi thích nhỉ chị nhỉ? Thích. Mà cái xe hồi đi ngồi khoái. Bởi vì các xe ngày xưa nó làm gì được như thế đâu. Được cái xe Toyota. Toàn đi gọi là Lada với lại cái gì của Nga anh nhỉ? Thế nên đi cái xe này là ga hơn kiếp gì đấy. Vâng. Và... bám mọi người đi. Hôm qua gặp lại nó cả bọn trường đại học y lớp khóa em rồi là các anh các chị vẫn nghịch tếu táo như ngày xưa. Nó bảo hôm nay tao đi tiếp khách cho mày và sắp sửa con tao cưới thì mày phải đi thay. Thế bảo ok, cái thằng này khôn quá em ạ. Bạn học thì nó thế, đến lúc mà ra làm quan thì nó phải nói năng nó cẩn thận hơn. Đảm bảo đây như bọn chị bây giờ như về hưu nghỉ hết rồi. Nhưng mà gặp nhau còn thương mày tao. Vâng, mày tao chị tớ ngày hôm qua vui lắm. Vâng, nó còn kể lại cả cái thời kỳ khổ đói. Lớp của Hồng nó có giữ lại cái quan hệ với nhau không? Có chứ ạ, bọn em năm nào cũng tổ chức mà. Trong ngành nó dễ tổ chức hết anh. Bởi vì cả khóa em là 300 người. 300 và có 4 lớp, mỗi lớp là 48-32. Và một lớp 100 ở Hải Phòng nữa. Nhưng lớp Hải Phòng bọn em ít khi gặp, chỉ có thực tập thỉnh thoảng đó. Thế thì cái 300 ở trong ngành y chỉ tưởng tượng là học cùng nhau trên giảng đường nhá, buổi sáng nhá. Buổi chiều thư viện gặp nhau nhé, tối đi trực trong bệnh viện gặp nhau. Thế là đấy là riêng khóa em nhé. Còn khóa khác rồi lại còn những câu chuyện bệnh nhân bị chết rồi bệnh nhân thế nọ thế kia, đâm nó nhớ nhau lắm. Rồi giao ban rồi các thứ đâm nó. Dung với Hồng cùng học lớp ở vâng, khóa. Cả hai người lại đều cả khóa đều biết. Thế cho nên là mời cái là đến ngay. Mà mình cũng chỉ chọn lọc thôi. Mọi người thế thì đi tỉnh riêng Hà Nội nó khoảng 40 đến 50 người.
cái riêng khóa em ấy. Thằng Trương hôm qua không đến. Thằng Trương là nó Trương sánh vôn đấy hả? Vâng, thằng sánh vôn đấy thì là nó biết anh chị đấy. Nó rất biết đấy. Hồi anh chị nằm ở đây mà. Vâng, nằm ở đấy là nó giúp. Đấy thì khóa em thì bây giờ chúng nó cũng lên trưởng khoa là bét nhất rồi. Gần trưởng như khoa là lãnh đạo hết cả rồi. Lãnh đạo còn phó giám đốc. Thằng Cường thì lên giám đốc bệnh viện C đấy. Đấy, thằng Phú thì phó giám đốc. Tất cả đều là quan chức hết cả các Phú tỉnh. Phú giờ nó là giám phó giám đốc gì? Của bệnh viện Lao. À, đấy, tất cả các tỉnh thì chúng nó đều giám đốc hết rồi. Đấy, cho nên là cái việc tụ tập bây giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi, chứ còn tiền bạc thì nó cũng không quan trọng. Đấy, nhưng mà gặp nhau hôm qua thì mày tao chi tớ rồi các thứ mà. Ok, rất là. Cái dịp hôm qua gặp nhau rất thích gì à? Mọi người được gặp nhau. Hình như cái xe kia đi sau. Một chiếc xe của nhà mình đang đi sau. Vâng, anh ơi nào. Dạ. Sai à? Hay là cô bông lấy vào chồng chiếc đi xa thật. Lấy xa nhỉ? Nhưng mà nó ở Hà Nội hết anh ạ. Không lo đâu. Ừ thì lẽ dĩ nhiên rồi, nó ở Hà Nội. Cả hai đứa nó ở Hà Nội. Chứ ai nó ở trên này thì cũng ở. Trên này cũng đẹp anh. Ừ, trên này trên đẹp. Trên này không khí trong lành. Hơn Hà Nội mình nhiều về nó không sống được. Chiều thì ở đây mà. Em, có nó năm. Có cái nhà máy giấy của Thụy Điển đấy mà. Vâng. Thứ ba là phố. Ngồi anh hay lên một tuần hay hai tuần lại lên một lần. Thì cái giờ đấy thì lại chỉ thứ ba thì lại chỉ có em là không có Lâm. Đấy tiếc. Có Lâm được thì anh hơn. Thứ hai thì sao? Xe kia đây rồi. Đấy, xe kia rồi. Ngày xưa mà đi này là đảm bảo nó phải đi ngang được. Bởi vì là hai cô dâu chú rể già. Đấy.